Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tinh tế.vn. Và trên tay cô Cáo thì đang cầm chiếc Samsung Galaxy S24 FE, chiếc điện thoại rất mới vừa mới được Samsung ra mắt. Và sản phẩm này có gì nổi bật cũng như là chúng ta nên quan tâm gì, hãy cùng tìm hiểu trong video trên tay nhanh ngay sau đây nha. Và đây là thiết kế của Samsung Galaxy S24 FE. Phần mặt trước chúng ta sẽ có một màn hình kích thước 6,7 inch, độ phân giải là Full HD Plus. Viền màn hình đã mỏng hơn so với chính nó của thế hệ tiền nhiệm, với phần khung máy được làm vuông vức rất theo xu hướng. Phần cạnh phải chúng ta sẽ có phím nguồn, phím tâm giảm âm lượng được làm rất là chuẩn chu nha các bạn. Hỗ trợ anten thu phát sóng chứng tỏ đây là chất liệu kim loại. Phần cạnh trái thì hoàn toàn trống. Đỉnh máy là vị trí đặt khay lấy sim, và phần đáy thì chúng ta sẽ có cổng sạc Type-C loa ngoài. Và đây là phần mặt lưng. Chúng ta sẽ có 4 phiên bản màu. Và năm nay nếu như các bạn nhìn vào phần mặt lưng như thế này, các bạn sẽ liên tưởng ngay đến thiết kế của dòng Galaxy S series. Chúng ta sẽ có bộ 3 camera, đèn flash trợ sáng và logo Samsung. Phần mặt lưng thì sẽ được làm bóng. Và như vậy nếu nhìn tổng thể thì các bạn sẽ có một chiếc điện thoại lấy cảm hứng từ dòng flagship S series, kết hợp với đó là 4 phần cạnh được làm vuông vức và 4 góc thì làm bo cong mềm mại. Và bây giờ thì mình sẽ nói rất nhanh về cấu hình phần cứng của Samsung Galaxy S24 FE. Chúng ta sẽ có màn hình kích thước 6,7 inch, tấm nền OLED, độ phân giải Full HD Plus, tần số quét là 120Hz và độ sáng tối đa lên đến 1200 nit. Đây cũng là chiếc điện thoại có màn hình sáng nhất dòng Galaxy FE. Máy sẽ chạy chip xử lý Exynos 2400E trên tiến trình 4nm, RAM 8GB, bộ nhớ trong 128 và 256GB. Camera sau lần lượt độ phân giải 50, 12 và 8 megapixel. Camera trước sẽ là 10 megapixel. Pin của máy sẽ là 4700mAh với sạc nhanh 25W. Hệ điều hành của máy sẽ là One UI 6.1.1 trên nền Android 14. Và để nói về điểm nhấn cho chiếc điện thoại Samsung Galaxy S24 FE, bởi vì đây là video trên tay nhanh nên mình sẽ không đi quá vào chi tiết, hẹn các bạn ở những video sau. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có Galaxy AI sử dụng hoàn hảo trên chiếc điện thoại này, thậm chí có cả những tính năng mà dòng S Ultra vẫn chưa có, thậm chí là có thể là không có. Cái thứ hai đó là thiết kế lấy cảm hứng từ một chiếc flagship, tuy chỉ là dòng FE. Và thứ ba, chiếc điện thoại sẽ được cập nhật hệ điều hành 7 lần và 7 năm cập nhật bảo mật. Và đó là tất cả những nội dung trong video của ngày hôm nay. Bạn đánh giá như thế nào về Samsung Galaxy S24 FE? Hãy để lại ý kiến của bạn bên dưới phần bình luận của video. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mình là Cáo, xin chào và hẹn gặp lại. Peace!